Nguyễn Mai thì có một phương pháp học rất là thú vị, có thể chia sẻ với mọi người một phương pháp học đinh của em được không? Phương pháp học của em là lặp lại ngắt quãng. Khi mà em biết một kiến thức mới thì em sẽ ôn lại ngay sau đấy, và ôn lại sau một ngày, ôn lại sau một tuần và ôn lại sau một tháng. Bạn thường lầm nhầm những câu văn tâm đắc. Tại thời điểm này thì bạn đang lầm nhầm câu văn nào vậy? Now or never. Tại sao ạ? Em nghĩ là em lần này em được lên TV là một sự kiện khá là quan trọng đối với cuộc đời em, và em nghĩ là lần này em nhất định phải nắm bắt được nó ạ. Bây giờ là phần thi khởi động. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ trải qua lần lượt 3 lượt thi khởi động với những câu hỏi lần lượt là 8, 12 và 16. Và bây giờ sẽ là 8 câu hỏi đầu tiên. Mặt sau của tờ 2.000 đồng đang lưu hành khắc họa hình ảnh các nữ công nhân và khu sản xuất của nhà máy sợi của tỉnh nào? Nam Định. Chính xác. Định luật quán tính là định luật mấy Newton? Quốc Trung. Định luật 3. Định luật 1 ạ. Cho một chiếc đinh sắt nguyên chất không bị hoen gỉ vào trong dung dịch HIS4 loãng sau một thời gian, thấy có những bọt khí bám trên chiếc đinh, đó là bọt khí gì? Nguyễn Mai. H2. Hydro. Tố Hữu đã miêu tả về nhà tù nào như sau? Được xây dựng ở vùng rừng núi heo hút đầy muỗi sốt rét ác tính ở miền Tây Quảng Trị, thực tế đã là mồ chôn hàng nghìn người cách mạng bất khuất. Hồng Lê. Trương Sơ. Lao Bảo mới đúng ạ. AM represents the time in the morning. So what is the symbol for afternoon? Quốc Trung. PM. Chính xác. Hoạt động sản xuất của các nhà máy và hoạt động giao thông vận tải được coi là nguyên nhân chính tạo ra nguồn carbon dioxide dư thừa trong khí quyển, dẫn đến hiện tượng nào? Quốc Trung. Hiệu nhà kính. Đúng là như vậy. Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau? Rễ xiêng không ngại đất, cây bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù, trích tre Việt Nam. Nguyễn Mai. Nghèo. 10 điểm. Ai là vua đầu tiên của nhà Tây Sơn? Bảo Minh. Thái Đức. Đáp án là Nguyễn Nhạc ạ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay. Và những số điểm họ đang có là Quốc Trung có 20 điểm, 30 điểm thuộc về Nguyễn Thị Mai và 10 điểm thuộc về Bảo Minh. Đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 30, Mai đang cảm thấy thế nào? Em vẫn cảm thấy chưa hài lòng với số điểm này. Ừ, thế bây giờ thì trong đầu em đang lẩm nhẩm câu văn gì ạ? Phải bấm nhanh hơn nữa. Và hy vọng rằng các bạn thí sinh của chúng ta, ngoài việc bấm nhanh, các bạn còn phải chắc chắn với câu trả lời của mình nữa. Và ngay bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ hai. Xét chiều của một hàm số là tìm các khoảng đồng biến và các khoảng nghịch biến của nó. Bảo Minh. Đơn điệu. Biến thiên thì đúng ạ. Mèn mén, món ăn truyền thống của đồng bào Mông được làm từ hạt của loại cây lương thực nào? Nguyễn Thị Mai. Ngô. Đúng là như vậy. Xương chậu có trong cơ thể nam giới hay nữ giới? Quốc Trung. Cả hai. 10 điểm cho Quốc Trung. Vào cuối thế kỷ 19, đế quốc nào được mệnh danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn? Hồng Lê. Anh. Chính xác. Điểm cực nào của nước ta trên đất liền ở vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc? Hồng Lê. Hà Giang. Cực Nam ạ. Chất nào sau đây phản ứng với HNO3 tạo hỗn hợp khí MgCO3, FeCO3, Al2O3, FeOH tất cả 3 lần? Quốc Trung. MgCO3, FeCO3. FeCO3 thôi ạ. Đầm Sắc Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm là những tên gọi cổ của hồ nước nào tại Hà Nội? Nguyễn Thị Mai. Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Tây ạ. How old is a person born in the year 2006? Nguyễn Mai. 17. Chính xác. Ôi, buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp, Bác Hồ ơi toàn thắng về ta. Buổi trưa nay được tác giả Tố Hữu nhắc đến chính là ngày lịch sử nào? Bảo Minh. Giải phóng miền Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cường độ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn có phương thế nào so với mặt vật? Nguyễn Mai. Vuông góc. 10 điểm nữa. Vội vàng là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ luôn dạt dào sự sống và nồng nàn tình yêu đối với cuộc sống của tác giả. Hồng Lê. Xuân Diệu. Chính xác. Trong các địa danh Agap, Lisbon, Porto, đâu là thủ đô của Bồ Đào Nha? Bảo Minh. Lisbon. Chính xác. Và như vậy là 12 câu hỏi tiếp theo trong phần thi khởi động đã được các bạn giải quyết rất nhanh chóng. Và số điểm hiện có của các bạn lần lượt là 25, 15, 55 và 25. Các bạn thí sinh của chúng ta đang làm tốt hơn
qua từng vòng thi và hy vọng rằng ở vòng thi thứ 3 các bạn còn có thể làm tốt hơn nữa. Và người đang sở hữu số điểm 55 tạm thời dẫn đầu đó chính là Nguyễn Mai. Ở phía sau đó thì Hồng Lê đang sở hữu số điểm 15. Hồng Lê đang cảm thấy thế nào? Em cũng thấy khá bình thường. Khá bình thường, và em thích câu nào nhất? Chắc là câu em sai. Đó là câu gì đấy ạ? Vị trí là 8 độ 31 phút Bắc là ở địa điểm nào? Và em trả lời là Hà Giang đúng không? Vâng, và sau cái sự sai sót đó thì mình đã có thêm một kiến thức rồi. Và củng cố hơn nữa những cái điều mà chúng ta còn đang hơi mơ hồ đúng không? Bây giờ thì các bạn thí sinh của chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động thứ 3. Hiện nay khoảng cách giữa tuổi của bố và tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa khoảng cách đó là bao nhiêu? Bảo Minh. 20 tuổi. 10 tuổi ạ. Trong cơ thể người nghiện rượu, chất hóa học nào đã gây nên sự phá hủy gan và làm hỏng quá trình trao đổi chất? Bảo Minh. Ethanol. Chính xác. Mật mã Da Vinci, Hỏa ngục, Thiên thần và Ác quỷ là những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào? Nguyễn Mai. Leonardo Da Vinci. Dan Brown. Ở loài đơn tính, tế bào có hai loại nhiễm sắc thể, đó là nhiễm sắc thể và nhiễm sắc thể. Hồng Lê. XY. Nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính ạ. Chiết xuất tuyệt đối thường gọi là chiết xuất của một môi trường là của môi trường đó với chân không. Phương Trùng. Chiết xuất tỷ đối. Chiết xuất tỷ đối. Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ là tên bốn khúc nhạc của loại hình ca. Nguyễn Mai. Huế. Chính xác. What does the letter T in the abbreviation of GMT stand for? Bảo Minh. Time. 10 điểm. Nguyễn Trãi đã viết những câu này để khuyên dụ ai? Nay các ông kế cùng lực kiệt, lính tráng mỏi mệt, trong không lương thảo, ngoài không thiện binh. Lê Lợi. Vương Thông ạ. Hay Giặc Minh. Những tỉnh thành nào ở Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ của nước ta không giáp biển? Bảo Minh. Đà Nẵng. Không có tỉnh thành nào. Đun nhẹ dung dịch HCl đặc với MnO2 là phương pháp thích hợp dùng để điều chế chất gì trong phòng thí nghiệm? Nguyễn Mai. Clo. Đúng là như vậy. Xét chuỗi thức ăn lúa, sâu, ếch, rắn, đại bàng, trong chuỗi thức ăn này loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3? Nguyễn Mai. Rắn. Chính xác. Những loại đàn nào thường chơi bằng cách gảy? Đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị, đàn nguyệt. Hồng Lê. Tất cả. Đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt thôi ạ. Từ nào sau đây viết đúng chính tả? Giữ dằn, hung dữ, giữ gìn, giữ của. Nguyễn Mai. Giữ dằn 1. Chính xác. Rừng U Minh có diện tích khoảng 2.000 km², thuộc tỉnh Cà Mau và tỉnh Nguyễn Mai. Kiên Giang. 10 điểm tiếp theo. Tại địa danh ấp Dọn Hải Dương, người chiến sĩ cách mạng nào đã xuất bản tờ báo Công Nông, tờ báo cách mạng đầu tiên ở Hải Dương? Đáp án là Nguyễn Lương Bằng ạ. Trên những đám mây là tên concert tour đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nhạc nào? Đáp án là Chile. Và như vậy các thí sinh của chúng ta đã trải qua 3 lượt thi khởi động, và hãy cùng xem ai đang có những lợi thế về mặt điểm số. Hồng Lê đang có 5 điểm, 35 là điểm số của Phương Trùng, đó cũng là số điểm Bảo Minh đang có, và tạm thời dẫn đầu với 95 điểm là Nguyễn Thị Mai. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi. Mặt sau của tờ 2.000 đồng đang lưu hành khắc họa hình ảnh các nữ công nhân và khu sản xuất của nhà máy sợi của tỉnh nào? Nam Định. Chính xác. Trên tờ 2.000 đồng là hình ảnh các cô công nhân làm việc tại nhà máy Liên Hiệp Dệt Nam Định, nay là Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định, được hình thành từ những năm 1900 và từng là nhà máy lớn nhất Đông Dương. Sự ra đời của nhà máy đã tạo điều kiện cho phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân hình thành và lớn mạnh không ngừng. Vào những năm 60, ngành dệt may đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế miền Bắc. Đó cũng là lý do tại sao những cô thợ dệt nhà máy dệt Nam Định lại xuất hiện với hình ảnh thật đẹp trên tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, vốn rất đối quen thuộc với người Việt Nam. Đến nay, tờ tiền 2.000 đồng đã phát hành được hơn 30 năm, nhưng ba nữ công nhân được vinh dự in hình lên đó vẫn còn là một bí ẩn. Từ năm 2003, nhà máy dệt Nam Định bắt đầu được di rời ra khỏi trung tâm thành phố. Trên nền đất cũ của nhà máy, rất nhiều công trình gắn liền với ký ức của dệt Nam Định cũng đã được giữ lại.